Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Thiên Miên hình như là rất quen thuộc với dãy núi Phượng Hoàng. Ta nhớ công pháp mà cô ta tu luyện cần thiên tu quả hỗ trợ, cho nên mỗi một tháng đều sẽ định kỳ đi vào núi để thu thập. Có thể biết được sinh trưởng cụ thể của thiên tu quả là tốt nhất. Bây giờ ta muốn đi tìm cô ta. Đáng ghét, cuối cùng lại bị so sánh với một học sinh. Trước dãy núi Phượng Hoàng, khoảng thời gian này vừa hay là lúc linh thú sôi nổi nhất ở trong dãy núi Phượng Hoàng. Ngươi chắc chắn là chỉ có hai chúng ta, không gọi thêm một vài trợ thủ hay sao? Đủ rồi, hai người tốc độ ngược lại là nhanh. Thật đúng là tự tin. Cổ Huyền Trần chết tiệt, chỉ là một tiện dân nhỏ bé, vậy mà tạo thành tổn thất lớn như vậy cho Lâm gia của ta. Nếu như hắn trốn ở trong học viện làm rùa rụt cổ, Lâm gia có thể vẫn không có cách nào. Nếu như hắn đã không biết sống chết mà ra ngoài, vậy lần này nhất định là phải để cho hắn một đi không về. Chờ đã, có gì đó sai sai. Bây giờ mặc dù là thời gian sôi nổi nhất của linh thú, người đi vào núi ít, nhưng mà những năm trước vào lúc này, ta cũng chưa bao giờ đến Phượng Hoàng Lĩnh, tuyệt đối không ít người như bây giờ. Nơi 10 dặm phía trước, có bầy thú đang còn đi quanh đó. Từ khi đi vào ngã rẽ này, đã có hơi thở bá đạo của pháp tắc chi lực yêu tộc như là hình với bóng. Có lẽ chính là linh thú tu luyện thiên đạo lực. Nói ra, thần thông của linh thú nơi này đều là trời sinh. Từ yếu đến mạnh, phân thành, nhất đến ngũ giai. Linh thú nhất giai và nhị giai thì cũng thường xuyên gặp. Thực lực tương đương với tạo vật cảnh, vũ linh cảnh của loài người. Nhưng mà bắt đầu từ linh thú tam giai, mỗi khi lên một bậc, thật ra thực lực là tăng trưởng kiểu lổ tung. Tốc độ trưởng thành không phải là loài người có thể so sánh được. Thần thông cảnh đối với linh thú tứ giai, có lẽ đều là phần bị miểu sát. Ta ngược lại là đã lâu rồi vẫn chưa chạm linh thú rồi, nếu như có thể đợi thêm mấy con nữa đến giải tỏa, ngược lại là cũng không tệ. Không cần phải đợi, bởi vì đã không đợi được nữa. Là Hỏa Diệm Sư. Đây nè, là Hỏa Diệm Sư. Ta còn tưởng là cái gì, chỉ là linh thú tam giai nhỏ bé. Vừa hay tay của ta còn đang rất ngứa. Người thay ta áp trận, ta đến đối phó với con súc sinh này. Không biết tự lượng sức mình. Đối với Hỏa Diệm Sư mà nói, lực phòng ngự yếu nhất chính là phần bụng của cơ thể. Cái gì? Hàn khí đã bị xóa đi rồi. Tốc độ nhanh thật. Hỏa Diệm Sư này thật sự chỉ là linh thú tam gia thôi sao? Đáng ghét. Không hay, hình như là có liên quan đến vết thương cũ ở phần vai. Nếu tiếp tục như vậy, không chết cũng bị thương. Nguy rồi. Đây nè. Tập trung chú ý tấn công phần lưng. Không sai, phần bụng mặc dù là điểm yếu của loài thú, nhưng mà huyền băng thần kiếm của mình đã bị Hỏa Diệm Sư này khắc chế rồi. Thay vì mù quáng mà tấn công mạnh, chỉ bằng tiến công từ phần vai, khu mù của thị giác. Chịu chết đi nghiệt xúc. Huyền băng chạm. Này, vừa nãy thật ra là cho dù ngươi không ra tay, ta cũng có thể ứng phó được. Nhưng mà Lâm Thiên Niên ta từ trước đến nay không thích nợ người khác. Ngươi muốn cái gì để báo đáp? Đây là gì? Đây không phải là thú hạch của Hỏa Diệm Sư hay sao? Cái này có tác dụng gì? Những linh thú này ở trên người là thứ quý giá nhất chính là thứ quý giá nhất chính là thú hạch. Hỏa Diệm Sư mặc dù chẳng qua chỉ là linh thú tam giai, thú hạch của nó cũng tương đương với chất liệu luyện đan không tệ rồi. Ủa, ngươi không cần sao? Là ngươi giết, đương nhiên là thuộc về ngươi rồi. Vừa nãy rõ ràng là hắn đã giúp mình mới thắng được con Hỏa Diệm Sư này. Nếu không nghe rằng bây giờ mình cũng còn đang chiến đấu vất vả với con súc sinh kia. Mà hắn không chỉ không nhắc đến báo đáp gì, thậm chí còn đem thú hạch này nhường cho mình. Cổ Huyền Trần, ngươi đợi ta với. Tên này ngược lại là rất đặc biệt. Có thể giết được một Hỏa Diệm Sư, có lẽ cũng xem như là có chút thực lực. Nhưng mà không sao, dù sao tiếp theo đây mới là kịch hay.
Lại bắt đầu nữa rồi. Buổi đêm xuống núi phiền phức, không dễ lầm lỡ thời gian, vẫn nên tranh thủ đi đường thôi. Cổ Huyền Trần, ngươi kéo ta làm cái gì? Nơi này gần nước linh khí dày đặc, ngươi hãy vận công trị thương ở gần đây đi. Trị thương. Khi nghênh chiến, bổn tọa không thích phân tâm. Thì ra hắn nhìn thấy mình bị thương. Được, nếu đã như vậy, ta cần phải dẫn linh khí trị thương một chút. Cảm giác này có gì đó không đúng. Đây là thiên bì ngưu linh thú mũ dài. Đây là... Chả trách, nó lại có một ít hơi thở khác thường. Thì ra là đang còn trốn ở dưới nước đáy. Nếu như đã dám lộ diện, có lẽ là đã làm giác ngộ trước rồi đúng không? Thì ra là ngươi ơ. Trong linh thú ngũ giai, thiên bì ngưu có sở trường là dùng sức mạnh thân xác cực kỳ lớn để phản công, không chỉ là chính diện. Không hay, đây là tín hiệu mà thiên bì ngưu phẫn nộ. Cổ Huyền Trần, ngươi mau lé đi, tên này bị điên rồi. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng mà dù sao cũng là thân xác huyết nhục. Vừa nãy ngươi nói cái gì? Ấy không có gì, sức mạnh đáng sợ thật. Dãy núi Phượng Hoàng, trong sơn cốc bí ẩn. Để ta xem thử mọi chuyện đã tiến triển đến mức nào rồi. Vậy mà ngay đến cả thiên bì ngưu cũng đã bị giải quyết rồi. Xem ra tiểu tử này còn mạnh hơn trong tưởng tượng của mình. Nhưng may mà còn có thiên ất chân hỏa trận này. Lửa này được gọi là thiên đạo chi lực, có thể thiêu cháy hưng thịnh hơn. Cho dù là tu sĩ chuyên tu khí lực cũng không chặn được độ nóng của lửa. Là tu sĩ của đối thủ sẽ càng lúc càng mạnh, thế lửa của nó sẽ không chặn được. Cổ Huyền Trần, ta xem ngươi lấy cái gì mà chặn lại đây. Cẩn thận. Đây là thiên ất chân hỏa có thể thiêu cháy thiên đạo lực. Cổ Huyền Trần, Lâm Kỳ, ta biết chính là ngươi. Thiên ất chân hỏa chỉ Lâm gia mới có, bây giờ trong tông chỉ có ngươi là tùy ý sử dụng. Đừng có trốn nữa, cút ra ngoài đi. Biểu muội đã lâu không gặp. Mấy ngày không gặp, biểu muội thật sự là càng lúc càng xinh đẹp hơn rồi. Lâm mỗ ta từ trước đến nay thương hoa tiếc ngọc, chỉ cần muội cầu xin ta sẽ tha cho muội. Đừng mơ. Cái thứ nhất can như người, mà còn dùng phân thần, có bản lĩnh thì chiến đấu với ta. Ta không bị ngốc đâu, thế thì đừng trách ta vô tình nhé. Chết tiệt. Thế lửa đến trong chớp mắt, tinh thần thiên cơ đồ vậy mà tự động đem bổn tọa hút vào đây rồi. Là bởi vì hấp thu được đạo vận ở trong lửa sản sinh ra cái này. Thiên ất chân hỏa trận đồ. Trận đạo hạch tâm thật sự là quá thô sơ. Không đáng để bổn tọa lãng phí thời gian. Biểu muội thân yêu của ta đừng lãng phí sức lực nữa. Đáng ghét, bây giờ mình căn bản là không thể nào đánh lại ngọn lửa này. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng xứng hay sao? Cái gì vậy? Phượng Hoàng Sơn Cốc, sao lại như vậy được chứ? Tiểu tử kia không phải đã bị chôn vùi ở trong biển lửa rồi hay sao? Bản lĩnh loại này mà muốn ngăn bổn tọa làm mơ đi. Cổ Huyền Trần, ngươi vẫn chưa chết. Tốt quá rồi. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì thì ta... Ngươi thế nào? Hỏng rồi, vừa nãy mình nói cái gì vậy? Ta sẽ không biết làm thế nào để nói lại với Tang Thiên Phượng. Phượng Hoàng Sơn Cốc, không được, không thể nào ở lại nơi này đâu được. Muốn chạy trốn ở Phượng Hoàng Sơn Cốc. Thiên ất chân hỏa phản phệ rồi. Hắn muốn khống chế để giết chết mình.
Không, không. Ta vẫn chưa chết. Người đương nhiên là vẫn chưa chết rồi. Không phải đã giúp con dùng bí thuật của Lâm gia thao túng những minh thú kia rồi sao? Còn bố trí trận pháp trước nữa. Lâm Võ, pháp tướng cảnh. Tại sao con lại thê thảm như vậy? Cha. Linh thú ngũ giai. Rắn Lâm Dương. May mà đại ca cảm ứng được hơi thở của đệ không đúng. Ai đã đánh đệ bị thương thành như vậy? Lâm Đức thần thông cảnh. Não tử sẽ lột da của hắn. Là của Huyền Trần kia. Hắn chặt đứt một cánh tay của con, vừa nãy suýt chút nữa là chết rồi. Lại là tên tiểu tử đó. Đúng vậy cha, con vốn dĩ là muốn khống chế để ngăn cản, không ngờ trình độ trận đạo của hắn lại phi phạm như vậy. Hơn nữa con nói trận pháp của đứa trẻ 3 tuổi căn bản là không ngăn được hắn. Cái gì, tên tiểu tử kia lại nói như vậy sao? Là do đệ vô dụng, không thể nào phát huy ra được nguyên lực của pháp trận, để cho danh dự của Lâm gia chịu ảnh hưởng. Đại ca, cái này không thể nào nhịn được. Cổ Huyền Trần, để ta đối phó với hắn. Cổ Huyền Trần, ngươi thê thảm rồi. Nửa này sao lại lớn lên vậy? Có chút thú vị, xem ra là có trợ thủ rồi. Bổn tọa sẽ chơi đùa cùng với các ngươi.